Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi 60 câu gọi là trắc nghiệm định tính, hay còn gọi là trắc nghiệm lý thuyết, gọi là một cái đề để giúp chúng ta yên tâm hơn khi gặp các câu hỏi mang tính lý thuyết. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên cái fanpage của tuyển sinh 247 cũng như là kênh cá nhân của thầy. Ngoài trực tiếp trên fanpage thì thầy đang trực tiếp trên YouTube, chúng ta có thể tham khảo thêm. Và chúng ta coi như là cùng nhau trả lời các đáp án. Do đó chúng ta sẽ thảo luận, ví dụ ý thầy là đáp án này, ý các em đáp án kia, có thể giải thích tại sao để cho chúng ta thấu hiểu được tất cả các kiến thức. Chúng ta sẽ chờ đợi các bạn khác một chút trước khi thầy bắt đầu câu chuyện. Trước khi thầy chữa thì chúng ta sẽ chờ đợi nhau một chút nữa để cho các bạn ổn định, sau đó chúng ta cùng trao đổi. Các bạn đang bắt đầu vào ổn định dần. Xin chào tất cả các bạn đang xin chào bạn Nguyễn Văn Đức. Thầy sẽ cho các bạn khoảng 2 phút nữa ổn định, sau đó thầy sẽ bắt đầu. Rất nhiều bạn trả lời câu 1 là đáp án A rồi, nó quá dễ đúng không? Xin chào các bạn đang gọi thầy với cái tên Cụ Lý Vlog. Xin chào bạn Amatin. Thì đợi một số bạn lên 500 bạn theo dõi thì thầy bắt đầu ngay. Xin chào bạn Đậu Đại Học. Chắc chắn bạn đấy đọc ôn lý thuyết chống liệt. Chả biết là lý thuyết như thế nào là chống liệt đúng không? Cứ là nắm cơ bản kể cả trắc nghiệm lý thuyết lẫn trắc nghiệm mà có tính toán. Thầy bắt đầu ngay. Có một số bạn vẫn chưa biết là thầy đang live. Xin mời các bạn vào trang cá nhân của thầy hoặc trên fanpage của 247. Câu số 1 thì có bạn bảo là nếu mà làm sai thì chặt một số thứ. Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng K đang dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục OX song song với trục lò xo. Thế năng của con lắc lò xo khi có ly độ X là 1/2 KX bình. Đáp án A của câu 1. Đó. Rất dễ dàng. Một câu người ta cũng hay hỏi liên quan đến dao động tắt dần. Dao động tắt dần có A, tần số giảm dần theo thời gian, B, động năng giảm dần theo thời gian, C, biên độ giảm dần theo thời gian, và D, ly độ giảm dần theo thời gian. Thế chỉ có biên độ giảm dần theo thời gian đúng không? Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được là năng lượng giảm dần theo thời gian, tức là cơ năng. Cho nên câu 2 chúng ta có đáp án là C. Thầy tiếp tục sang câu số 3. Các bạn đang theo dõi. Một câu liên quan đến vật lý lớp 11. Một câu liên quan vật lý lớp 11. Chúng ta cùng trao đổi. Rồi câu 3 này. Một điện tích điểm Q chuyển động với vận tốc V trong từ trường đều có cảm ứng từ là B. Góc giữa vector cảm ứng từ B và vận tốc V là alpha. Lực Lorentz do từ trường tác dụng lên điện tích xác định bởi công thức. Nó là trị tuyệt đối của QVB sin alpha. Đáp án của câu 3, VB sin alpha. Đáp án A. Ok, rất nhiều bạn trả lời đúng rồi. Câu số 4, chúng ta sẽ làm khoảng 10 câu 1 đúng không?
Câu số 4, điện áp U bằng U0 cốt omega T cộng phi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào? Khi LC omega bình bằng 1. Câu 4C. Không thể sai được. Đúng không? 4C. Thầy tiếp tục sang câu số 5. Câu số 5. Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại, khi nói đến tia hồng ngoại kiểu gì chúng ta phải nghĩ đến bếp hồng ngoại, đúng không? Tính chất nổi bật của nó là sưởi ấm, đúng không? Tức là tác dụng nhiệt. À, đáp án B. Câu 6. Câu số 6. Hiện tượng quang phát quang là khi có một bức xạ chiếu vào một photon làm cho nó nhảy lên ở trạng thái kích thích. Trên ở trạng thái kích thích thì nó mất mát một phần năng lượng, và sau khi nó trở về trạng thái cơ bản thì nó phát ra photon khác có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng, cái bước sóng kích thích của bức xạ kích thích, đúng không? Thế đấy là hiện tượng quang phát quang. A, sự hấp thụ điện năng, sai. B, hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết trong khối bán dẫn, cái này là hiện tượng quang điện trong. C, sự hấp thụ ánh sáng của bức sóng này để phát ra ánh sáng bức sóng khác. 6C. Đúng không? Rất đơn giản. Câu số 7. Trong động cơ không đồng bộ, khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ chắc chắn là quay cùng chiều và tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay, đúng không? Quay theo từ trường với tốc độ nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường. Đáp án của câu 7 là đáp án B. Rất nhiều bạn đang trả lời rất đúng đáp án của câu 6. À, một bạn đang cổ suý là học ít thôi. Chính xác, rất nhiều bạn trả lời được câu 7B rồi. Câu 8. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và dao động của từ trường tại một điểm, nhớ là cùng pha và vuông phương dao động, đúng không? À, có các bạn đang hỏi tia X với tia gái. Tia gái là tia gì? Chịu. À, cùng pha với nhau, đúng không? Luôn dao động cùng pha. Ngược pha sai, vuông pha là sai, vuông phương mới là đúng. Đáp án của câu 8 là đáp án A. Câu 9. Mắt có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Đó là mắt người gì nhỉ? Mắt người gì? Không có tật. Đáp án A. Không có tật, tức là nhìn xa vô cực không phải điều tiết. Còn mắt người có tật thì nhìn ở điểm cực viễn không phải điều tiết. Rất hợp lý. Câu 10. Rất nhiều bạn trả lời đúng, cứ cơ bản mà làm thôi. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý gắn liền với cái gì? Độ cao thì gắn liền với tần số, còn độ to thì gắn liền với mức cường độ âm. À, tần số âm, đáp án A tiếp. Rất nhiều bạn trả lời đúng. Câu ví dụ như câu 11 cũng hay ra, rất hay ra. Hạt nhân oxy 17-8 có 8 proton, có 9 neutron, đúng không? Hoặc là 8 proton và 17 nucleon, đúng chưa? À, 8 proton chỉ có thể B hoặc D, và 9 neutron, đúng không? 9 neutron. Đáp án câu 11 là đáp án D. Chính xác rồi, rất nhiều bạn làm rất chính xác. Những câu kiểu như thế này thì không được phép sai, đúng không? Câu 12. Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và điện dung có điện và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên mỗi bản là Q0 và cường độ dòng điện cực đại là I0. Chu kỳ dao động. À, ta biết cái biểu thức là I0 bằng Q0 nhân omega, T bằng 2 pi chia cho omega, cho nên anh này sẽ bằng gì? Omega này bằng I0 chia Q0 thì nó sẽ bằng 2 pi
nhân với quy không chia cho y không. Hai pi quy không chia cho y không. Đáp án của câu 12 là đáp án D. Câu 13. Đấy, rất nhiều bạn làm đúng. Với kiểu câu như này chúng ta chọn được đáp án đúng và chúng ta tô ngay vào phiếu trả lời trắc nghiệm nha. Khá nhiều đối thủ. Ok. Thầy tiếp tục sang câu số 13, chọn phát biểu đúng khi nói về đường sức điện. Đường sức điện trường có những điểm chúng ta phải nhớ là đường cong không khép kín. Đúng không? Xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Được chưa? Nó là đường cong không khép kín, nó có hướng, đúng không? Ở nơi nào có điện trường mạnh thì số đường sức dày, nơi nào có điện trường yếu thì đường sức mỏng. Đó, ví dụ một số đặc điểm như thế. Và qua một điểm trong không gian chỉ tìm vẽ được một đường sức duy nhất mà thôi. Tức là tìm được một đường sức duy nhất. 13, ta đọc A. Nơi nào đường sức mạnh hơn thì nơi đó có đường sức điện vẽ thưa hơn. Sai. B. Các đường sức điện xuất phát từ các điện tích âm. Sai. Qua mỗi điểm trong điện trường ta có thể vẽ được ít nhất hai đường. Sai. Các đường sức không cắt nhau. Anh này mới là chính xác. Đáp án D. 13D. Rất nhiều bạn đang hướng về đối thủ. Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân neutron kết hợp với urani 2392 tạo thành hạt nhân Y là 95-39, Y 138, iốt đấy, 53 và 3 neutron. Đây là gì? Phản ứng gì? Một hạt nhân có nguyên tử lượng lớn vỡ thành hai hạt nhân có nguyên tử lượng cỡ trung bình khi hấp thụ một neutron chậm. Đó chắc chắn là phản ứng phân hạch. Đáp án C. Câu 15. Rất nhiều bạn quá tự tin. Câu 15 thì thực ra nó là câu trắc nghiệm định tính bởi vì không có số liệu cụ thể, nhưng cũng có thể là định lượng bởi vì chúng ta có tính toán. Câu này sẽ sử dụng vòng tròn lượng giác. Thầy tiếp tục. Một mạch dao động LC lý tưởng gồm quận cảm, thuần, tụ điện. Có hai bản là AB. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do, chu kỳ T, biên độ điện tích là Q0. Tại thời điểm T, điện tích trên bản A là QA bằng Q0 trên 2 và đang tăng. Sau đó khoảng delta T nhỏ nhất thì nó bằng Q0 giá delta T. Sử dụng vòng tròn lượng giác sau thời gian ngắn nhất nha. Bản A đang tích điện và đang tăng nhá. Q0 đây là Q này. Đây là Q0 này, trừ Q0 này, đúng không? Q0 trên 2 này đang tăng. Đang tăng thì là điểm xuất phát đây. Điểm xuất phát. Còn anh này nó đang giảm này, anh này đang giảm, đúng không? Anh này đang tăng. Sau đó về tới tuy Q0 đến đây. Vậy góc quét là góc này. Góc quét là góc này thì dễ dàng tính được là alpha. Cái góc quét alpha này bằng bao nhiêu? Bằng pi trên 3. Thì suy ra cái thời gian delta T bằng T trên mấy? T trên 6. Ta có đáp án là đáp án A. Biết có bạn nào hỏi câu này không? Rồi, chính xác, rất nhiều bạn trả lời đúng rồi. Thầy tiếp tục sang câu số 16. Câu số 16. Tia tử ngoại không có tác dụng nào? A. Quang điện chắc chắn gây ra được hiện tượng quang điện. Cụ thể hiện tượng quang điện ngoài người ta làm thí nghiệm với hồ quang điện chính là phát ra tia tử ngoại. B. Sinh lý có. C. Chiếu sáng kích thích phát quang. Kích thích phát quang thì đúng, còn chiếu sáng là sai, đúng không? Mười sáu C. 17.
Rất nhiều bạn trả lời chính xác rồi. Sơ đồ khối của hệ thống thu thanh. Thầy sẽ liệt kê sơ đồ khối của hệ thống thu thanh nhá. Thu thanh thì trước tiên có gì? Có gì? Có anten thu. Sau khi anten thu thì có khuếch đại cao tần. Sau khi khuếch đại cao tần thì phải có mạch tách sóng. Sau khi có mạch tách sóng thì khuếch đại âm tần. Và cuối cùng đưa ra loa. Đúng không? Thế bây giờ người ta hỏi cái gì? Anten thu, máy phát dao động cao tần, mạch tách sóng, loa. Anten thu, mạch chọn sóng, khuếch đại cao tần, loa, máy phát dao động cao tần, cái chọn sóng, tách sóng. Rồi C, anten thu, mạch chọn sóng, mạch tách sóng, khuếch đại âm tần, loa. D, anten thu, biến điệu. Cái này biến điệu chắc chắn không có rồi, đúng không? Thế anh nào là đầy đủ nhất? 17. 17 B hay C? 17 phải là C đúng không? Anten thu này, chọn sóng này, chọn sóng xong mới là tách sóng, đúng không? Sau đó mới khuếch đại âm tần và cuối cùng ra loa. Câu 18 hơi bị lệch, chuẩn rồi đúng không? Chắc là chuẩn rồi. Ok. Câu 18, công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện và công thoát A với hằng số Planck, tốc độ ánh sáng trên chân không là gì? Lambda 0 bằng HC trên A. Đáp án của 18 là A. Đó, ta có 18 câu rồi. Link đề thì thầy đã up từ hôm qua rồi. Chúng ta có thể xem lại trên Facebook của thầy. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang câu số 19. Câu này thú vị đây. Chúng ta đọc đề trước đi. Tại một điểm của một máy phát sóng điện từ, xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. À đây, phương thẳng đứng hướng lên, tức là vận tốc hướng lên tại một điểm, điểm A. Rồi, vào thời điểm T tại A, trên phương truyền vector cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía đông. Khi đó vector cảm ứng từ có, nhớ là E và B dao động cùng pha, cho nên vector điện trường tức là E cực đại thì B nó chắc chắn cực đại, chắc chắn độ lớn cực đại. Trên chỗ nào không phải cực đại chúng ta loại ngay, đúng không? Độ lớn cực đại cho nên độ lớn bằng một nửa A là sai. Sai luôn đúng không? Loại A luôn. Thế bây giờ chúng ta nhớ cho thầy cách làm này. Là thầy luôn luôn quay mặt vào phía trang giấy và coi cái mặt phẳng nằm ngang như sau. Mặt phẳng nằm ngang như sau. Phía trước mặt là hướng Bắc. Đây là vuông góc này. Anh này cũng vuông góc này. Được chưa? Đằng sau lưng là Nam. Bên tay phải là Đông. Bên tay trái là Tây. Và E, B, V tạo thành một tam diện thuận. Có nghĩa là quay từ E đến B thì tiến ra V. Từ B đến V thì tiến theo E. Còn từ V đến E thì tiến theo V. Nhớ cho thầy là quay cùng chiều kim đồng hồ thì tiến về phía trước, ngược chiều kim đồng hồ thì lùi lại về phía sau. Đây không phải bàn tay trái. Bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Đương nhiên là cực đại, ok rồi này. Bây giờ hướng về phía nào? Ở đây người ta cho gì? Và hướng về phía đông, tức là E hướng về phía đông. Đây, E. Và E cực đại đúng không? Như thế ta phải quay là quay từ V đến E thì nó tiến theo B. Quay này, quay từ V đến E. Rõ ràng chúng ta quay mặt về phía cái bảng. Quay từ V đến E là cùng chiều kim đồng hồ. Vậy nó sẽ tiến về phía trước. Tiến về trước có nghĩa là tiến về phía trong.
À, lúc này ta sẽ có B cực đại và đang tiến về phía trong, đúng không? Vậy nó hướng theo hướng bắc, hướng bắc. Vậy câu trả lời của câu 19 là độ lớn cực đại và hướng về phía bắc. Hướng về phía bắc là đáp án D. D nhá, hướng về phía bắc. Thầy tiếp tục sang câu số 20. Câu 20. Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp một chiều. Điện áp một chiều thì ký hiệu là DC. Xoay chiều là AC. Được chưa? Trước tiên DC là một chiều. Tiếp. Đo gì? Đo điện áp. Điện áp tức là đo volt. Vậy kết hợp hai anh này cộng vào nhau thì nó sẽ ra DC CV, điện áp một chiều. Ta sẽ có đáp án là đáp án D. Thấy chưa? Đồng hồ đo điện đa năng. Đó, rất nhiều bạn nhầm chỗ này, cũng rất nhiều bạn không được lên phòng thí nghiệm bao giờ. Rất nhiều bạn không biết cái đồng hồ đo điện đa năng hiện số là đồng hồ như thế nào. Có bạn là thầy chưa chiếu câu 21 cũng trả lời được ngay câu 21 đáp án A. Thế mới tài. Câu 21, nguyên tắc hoạt động của pin quang điện là dựa vào hiện tượng gì? Quang điện gì? Quang điện trong. Pin quang điện là hiện tượng quang điện trong. 21 A luôn. Câu 22. Một hệ dao động cưỡng bức đang thực hiện dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ, đúng không? Bằng tần số dao động riêng của hệ. Đáp án B. Câu 23. Các bạn và không được lên phòng thí nghiệm đề. Ok. Thầy đã là đăng cái file đề này từ hôm qua rồi. Câu 23, phát biểu nào sau đây là sai, là sai khi nói về lượng tính sóng hạt của ánh sáng? A. Hiện tượng giao thoa thể hiện ánh sáng có tính chất sóng, hợp lý. B. Sóng điện từ có bức sóng càng ngắn thì thể hiện rõ tính chất sóng, sai, của B sai luôn. Bức sóng càng ngắn thì thể hiện tính chất đâm xuyên, có nghĩa là tính chất hạt. Nha. Yeah. Câu 24. Vị trí các vân tối trong thí nghiệm giao thoa khe âng được xác định bằng công thức x sẽ bằng 2k cộng 1 lambda d trên 2a, đúng không? Đáp án B, 2k cộng 1 lambda d trên cho 2a. Ta tiếp tục sang câu số 25. Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng, sóng truyền trên dây có bức sóng lambda. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp, chỗ này rất dễ bị nhầm. Hai bụng liên tiếp hoặc hai nút liên tiếp là lambda trên 2. Lambda trên 2 thì chúng ta sẽ có đáp án C. Nó khác với sóng đơn nhá. Đây là sóng gì? Sóng dừng. Rất nhiều bạn trả lời chính xác. Cảm ơn các bạn. Câu 26. Liên quan đến kiến thức vật lý 11. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng gì? Khả năng thực hiện công của nguồn điện nha, khả năng thực hiện công của nguồn điện. À, đáp án C. Không phải dự trữ đâu mà là khả năng thực hiện công. Rồi, các bạn đang rất tích cực trả lời. Câu 27. Công thức tính cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q nhỏ hơn 0 tại một điểm trong chân không cách điện tích Q một khoảng R.
Trước tiên chúng ta phải xuất phát từ công thức gốc là gì nhỉ? E bằng K trị tuyệt đối của Q chia cho R bình, mà ở đây bằng 9 nhân 10 mũ 9. Và điện tích âm phá trị tuyệt đối chúng ta phải lấy dấu trừ, đúng không? Chia cho R bình. Trừ 9 nhân 10 mũ 9 Q chia R bình. Trừ 9 nhân 10 mũ 9 Q chia cho R bình. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Kiến thức về cường độ điện trường lớp 11. 28. À, đã bắt đầu có bạn bị sai rồi. Độ lớn thì đảm bảo là gì? Là dương, đúng không? Đặt điện áp xoay chiều vào hai đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp. Trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sẽ cùng pha với gì? Cùng pha với dòng điện, cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở, đúng không? Lệch pha 90 độ so với cường độ dòng điện trong mạch sai. Cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch đúng. Hợp lý. Câu 29. Điện năng tiêu thụ được đo bằng công tơ điện. Nhà ai chả có công tơ điện, đúng không? Câu 29. Đáp án B, công tơ điện. Câu 30. Khi nói về dao động cơ tắt dần, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Ly độ của vật luôn giảm dần là sai, nó vừa giảm vừa tăng. B. Vận tốc của vật luôn giảm dần là sai, có lúc giảm lúc tăng. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian, sai. Biến độ giảm dần theo thời gian, D mới là đúng. Hình như một câu tương tự đã làm rồi. Rất nhiều bạn rất chính xác. Cứ phải có sự tự tin nhất định. 31. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây là không đổi? Từ môi trường này sang môi trường kia thì một sóng cơ truyền thì tần số của nó không đổi. Đáp án D. Rất nhiều bạn trả lời tích cực và chính xác. Câu 32. Phát biểu nào sau đây không đúng? Không đúng. Chiều của dòng điện trong kim loại được quy ước là chiều dịch chuyển của các electron. Sai. Chiều dòng điện nào thì chiều dòng điện đều có quy ước là chiều chuyển động của các điện tích dương. Chiều của dòng điện quy ước là chiều chuyển động của các điện tích dương. Đúng. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu và được đo bằng. Chính xác. Dòng điện là dòng dịch chuyển của hướng của các điện tích. Chính xác. Vậy câu A là câu sai. Câu không đúng. Đúng không? Câu 33. Rất dễ. Một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường G, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên L, độ cứng K và vật nhỏ khối lượng M dao động điều hòa với tần số góc là omega, hệ thức nào sau đây là đúng? Đấy, con lắc này, con lắc lò xo. Omega sẽ bằng căn bậc 2 của K trên M. Đúng không? Rất nhiều bạn hình như lại liên quan đến gia tốc trọng trường cho nên bằng G trên L, nhưng mà đây là con lắc lò xo. Còn có một công thức khác là G trên delta L. Delta L là độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Thế nên ta phải chọn đáp án là omega bằng căn bậc 2 của K trên M. Đề thầy đã up trên, bạn Hiếu ơi, đề thầy đã up trên Facebook cá nhân của thầy vào hôm qua. Câu 34. Câu khá là quen thuộc. Vật dao động điều hòa biên độ A khi động năng gấp N lần thế năng thì trị tuyệt đối x bằng A trên căn bậc 2 của N cộng 1. Thế thì x nó sẽ bằng cộng trừ A trên căn bậc 2 của N cộng 1. Ta có đáp án B. Câu 34 đáp án B luôn. Câu 35. Rất nhiều bạn làm chính xác rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ duy trì được cái phong độ này. Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động là E, điện trở trong R và mạch ngoài có điện trở là R lớn,
Biểu thức nào sau đây nêu mối liên hệ giữa các đại lượng với cường độ dòng điện? I sẽ bằng E chia R lớn cộng với R nhỏ. Định luật ôm cho toàn mạch. Đáp án C. Rất nhiều bạn chắc chắn lắm. Chúc mừng các bạn. Câu 36. Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây là đúng? Ánh sáng đơn sắc tức là bước sóng nhất định nha. Ánh sáng trắng. Nói về ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng vì nó có màu trắng. Sai. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau, đúng không? Là sai, là khác nhau. C. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau. À, trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác nhau thì truyền với vận tốc như nhau là sai, là khác nhau. D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. Đúng khái niệm ánh sáng đơn sắc. 36D. Chính xác rồi. Tuyệt vời. Rất nhiều bạn trả lời cực kỳ tuyệt vời. Câu 37. Chiếu xiên từ không khí và nước một chùm sáng song song hẹp coi như một tia sáng gồm 3 thành phần đơn sắc đỏ, lam và tím. Gọi R đỏ, R lam và R tím lần lượt là góc khúc xạ. Với tia màu đỏ, màu lam và màu tím. R. Anh nào bị lệch ít nhất? Lệch ít nhất thì góc khúc xạ lớn nhất, đúng không? Lệch ít nhất là đỏ đến lam đến tím, cho nên R đỏ sẽ là lớn nhất. R đỏ lớn hơn R lam và lớn hơn R tím. R đỏ lớn hơn R lam, lớn hơn R tím, tức R tím nhỏ nhất. Ta có đáp án C. Ba bảy C nhá. Có bạn trả lời 37A là sai. R tím là nhỏ nhất. Ở đây không phải chiết xuất mà là góc khúc xạ. Ba mươi tám. Một mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do chu kỳ T. Tại thời điểm ban đầu, điện tích trên một tụ bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản này có giá trị bằng nửa giá trị cực đại ở thời điểm đầu tiên là bao nhiêu? Chẳng khác gì thời gian ngắn nhất, đúng không? Bài này làm dễ mà. Sử dụng vòng tròn lượng giác để ý cho thầy. Q. Q0 điểm xuất phát đây. 0 trừ Q. Đến nửa giá trị cực đại Q0 trên 2. Cái góc này chúng ta hay tính được bằng nhiêu? Được bằng pi trên 3. Vậy thời gian delta t bằng nhiêu? T trên 6. Đáp án là đáp án C. Ta chuyển sang câu tiếp theo. Quá đơn giản. Câu 39. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng lambda. Khoảng vân là Y. Nếu tại điểm M quan sát được vân tối thứ 3 thì hiệu đường đi là bao nhiêu? Hiệu đường đi là liên quan đến lambda, chắc chắn Y là sai. Đó. Thế D2 trừ D1 nó sẽ bằng gì? Là vân tối, đúng không? 2K cộng 1 lambda trên 2 như là giao thoa sóng cơ, đúng không? Ý này, như giao thoa sóng cơ. Là các em chưa nhìn thấy à? Như giao thoa sóng cơ. Điều kiện về hiệu đường đi. Thế đây là vân sáng bậc vân tối thứ 3, tức là K bằng 2, tức là này nó phải bằng 2,5 lần lambda. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án B. Nhớ là hiệu đường đi liên quan đến khoảng cách. Đáp án B. Chính xác rồi, rất nhiều bạn làm rất tuyệt vời. Câu 40. Tần số dao động điện từ trong mạch LC lý tưởng được xác định bởi biểu thức 1 trên 2 pi căn LC, đúng không? 1 trên 2 pi căn LC, đáp án B.
Thầy tiếp tục 20 câu nữa đúng không? Còn 20 câu nữa cơ. Mới đến câu 40 thôi. Chúng ta đọc trước cho thầy câu 41. Một số bạn đang thất thủ rồi, thoát ra ngoài rồi. Câu 41. Phát biểu nào sau đây là về sóng cơ là không đúng? Không đúng nhỉ. Không phải là tìm đáp án đúng mà là đáp án không đúng. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng? A. Sóng dọc là sóng các phân tử môi trường dao động theo phương trùng phương truyền sóng, chính xác. B. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất, chính xác. Sóng ngang là sóng các phân tử môi trường chỉ dao động theo phương ngang, sai. Đáp án của câu không đúng là đáp án C. Sóng ngang chẳng phải là nó dao động theo phương ngang. Người ta xét mối tương quan giữa gì? Giữa phương truyền sóng và phương dao động. Vuông góc là sóng ngang, trùng nhau là sóng dọc. Ok, rất nhiều bạn nhầm nhá, cẩn thận đấy. Câu 42. Các hạt tải điện của chất khí liên quan đến vật lý lớp 11. Chất khí nó sẽ dẫn điện khi có sự kích thích bằng nhiệt hoặc là cường độ điện trường cao. Tức là ở nơi có điện trường rất là cao thì nó bị ion hóa. Một số anh trung hòa về điện trở thành ion dương, một số anh trở thành ion âm, một số anh bứt ra rồi chẳng đi về đâu là electron. Vậy có ba hạt là electron, điện tích ion dương và ion âm. Đáp án B. Có nhiều bạn sai nhá. 43. Rất nhiều bạn sai. Ok, có bạn đang cổ vũ thầy, cố lên thầy ơi, yên tâm. Nếu M là khối lượng của vật, K là độ cứng của lò xo thì 2π căn bậc 2 của M trên K sẽ có đơn vị là giây, bởi vì T bằng 2π căn bậc 2 của M trên K. Ta có đáp án là đáp án A. 44. Cố lên, sắp xong rồi. Có 60 câu thôi mà. Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa A luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỷ lệ độ lớn của ly độ. Chính xác rồi đúng không? Lực kéo về chính là hợp lực bằng trừ M omega bình x, đúng chưa? Thì đáp án của chúng ta là đáp án A, luôn luôn hướng về vị trí cân bằng, bởi vì là dấu nó ngược với dấu của ly độ, luôn luôn hướng về vị trí cân bằng, cho nên người ta gọi là lực kéo về. Câu 45. Có một số bạn đang chê câu nó dễ quá. Cứ dễ mà chắc chắn là kem có điểm trên trung bình là ngon lành. Câu 45. Một hệ dao động có tần số riêng là F0 thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên với tần số F trong môi trường có lực cản, khi ổn định sẽ dao động với tần số nào? Khi ổn định sẽ dao động với tần số là bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức, chỉ bằng F0 nếu có cộng hưởng. Vậy câu này phải là đáp án B. Rất nhiều cụ làm sai. Rất nhiều cụ làm sai câu này nha. 46. Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, đúng không? Hợp lý đúng không? Đáp án A luôn. Thầy thử xem cái đáp án kia có sai không?
Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật nhiễm điện vẫn không thay đổi là sai. À, trên vật nhiễm điện vẫn không đổi do hưởng ứng. À, chúng ta đọc lại từ câu à. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện. À, xin lỗi, ngược lại. Đúng không? Câu 46 là sai. Từ không nhiễm điện sang điện không khẳng định được, bởi vì nếu là điện tích âm, nếu điện tích âm mà tiếp xúc với không nhiễm điện, à, như, tức là vật nhiễm điện âm này, nếu vật nhiễm điện âm tiếp xúc với không nhiễm điện thì anh này chuyển sang đây, đúng không? Còn nếu mà nhiễm điện dương thì anh không nhiễm điện lại có E chuyển sang. Vậy câu A không đúng đâu. Câu A không đúng. Câu B, sau nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật nhiễm điện vẫn không đổi, tức là tổng điện tích dương và tổng điện tích âm vẫn không đổi. À, câu này hình như là đúng, chúng ta thử tiếp. C, khi vật nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện. Vậy câu này cũng đúng, đúng không? D, khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện. Cái này không đúng, anh này sai. Thế hai câu này, xem câu này nào là chính xác. Ta sẽ đọc lại. Anh này, sự phân bố rõ ràng là có thay đổi. Mặc dù là tổng điện tích không đổi, nhưng có sự phân bố lại. Chỗ này điện tích dương, điện tích âm khác nhau, đúng không? Đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C, 46C. Rất nhiều người bị lừa, đúng không? Trong đó có cả thầy vừa bị lừa. 47. Chọn đáp án đúng, sóng điện từ là sóng ngang hay sóng dọc? Sóng điện từ là sóng ngang, bởi vì là phương truyền sóng vuông góc với E và vuông góc với B, đúng không? Sóng điện từ là sóng ngang. Chọn đáp án đúng. Không mang năng lượng là sai. Không truyền được trong chân không là sai, nó truyền được cả trong chân không. Đáp án câu 47 là sóng ngang, chính xác. 48 là sóng ngang, không phải sóng dọc đâu nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục sang 48. Đặc điểm của quang phổ liên tục. A, không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chính xác. Cái này khác nhỉ. Đáp án A luôn, đúng không? Không phụ thuộc vào nhiệt độ là sai. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và vào thành phần và cấu tạo là sai. Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng càng rộng về phía bức sóng lớn hơn của quang phổ liên tục. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo, trong đặc điểm đã có rồi, đúng không? Chúng ta tiếp tục. Sắp xong rồi, chúng ta củng cố lên. Câu 49. Cho các nguồn sáng A, một dây tóc Wolfram nóng sáng trong một đài thủy ngân đã rút không khí đến áp suất thấp. B, hơi nari với áp suất rất thấp và phát sáng trong ống phóng điện. 3, đèn hơi thủy ngân có áp suất vài atmosphere, áp suất đèn cao áp làm đèn đường. Vậy nguồn sáng nào cho quang phổ vạch? Anh này là cho quang phổ gì vậy? Quang phổ liên tục, đúng không? Anh này cũng thế, thế chỉ có là đèn hơi nari đúng trong kỳ thí nghiệm là liên quan đến quang phổ vạch. Vậy đáp án của câu 49 này là đáp án D. Chỉ có anh nguồn số 2. Lụi thì thầy đã có video rồi, chúng ta có thể tham khảo thêm. Câu 50.
Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử R và C. Độ lệch pha của điện áp và dòng điện được tính bởi công thức tang phi bằng là gì? Tang phi là gì? Công thức gốc là tang phi bằng ZL trừ ZC, đúng không? ZL không có cho nên là bằng trừ ZC chia cho R. Trừ ZC chia R. Đáp án B. Câu 51. Câu 51. Trong mạch điện dao động lý tưởng, người ta cho Q không cực đại, Y không cực đại. Khi dòng điện bằng Y không trên N thì điện tích như thế nào? Ta thấy là Y và U cùng Y và Q cùng xin lỗi là vuông vuông pha đúng không? Y trên Y không cộng với Q trên Q không bình phương bằng 1, đúng không? Ta có là Y bằng Y không chia cho N, tức là Y trên Y không bằng 1 trên N, đúng không? Thay vào ta có 1 chia cho N bình phương cộng Q trên Q không tất cả bình phương bằng 1. Từ đó ta sẽ có Q chia cho Q, đúng không? Bằng Q không căn bậc 2 của 1 trừ 1 trên N bình phương. 1 trừ 1 trên N bình phương, đúng không? Thế đáp án nào? Có đáp án nào không? N bình trừ 1. Anh này chắc chắn phải có một, có liên quan đến Q không. Hai anh thiếu Q không. Cái này có thêm Q không nhá. Đáp án của chúng ta đó là đáp án D. Câu 52. Tốc độ truyền âm trong một môi trường sẽ có giá trị cực đại khi truyền trong chân không. Không phải nó có truyền được trong chân không đâu. Giảm khi khối lượng môi trường tăng, có giá trị như nhau với một môi trường. Tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn. Tốc độ truyền âm như thế nào? Có giá trị cực đại khi truyền trong chân không là sai. Giảm khi khối lượng môi trường tăng, không chỗ nào nói cả, đúng không? Có giá trị như nhau với một môi trường, đúng rồi. Đáp án C. Tăng khi độ đàn hồi càng lớn. Độ đàn hồi càng lớn thì chậm hơn chứ nhỉ. Đáp án, chúng ta xem cùng xem đáp án gì. Câu 52 là C. Như nhau với một môi trường. Cho nên chúng ta có thể thấy là tần số nào mà làm cho cần dung cho mặt nước khác nhau, nhưng mà cái tốc độ để mà lan truyền cái sóng là như nhau, đúng không? Tuy nhiên là cái tần số khác nhau làm cho cái số nhịp nó khác nhau, đúng không? Câu 53. Một vật dao động điều hòa chu kỳ T, thế năng biến đổi tuần hoàn với chu kỳ là gì? Là T trên 2. Động năng, thế năng đều là T trên 2. Ok, các bạn cứ đợi một chút, sắp xong rồi. Câu 54. Hai điểm cách nhau 1 phần 4 bức sóng trên phương truyền sóng thì dao động như nào? Ta có thể sử dụng công thức là delta phi bằng 2pi D chia cho lambda thay bằng 2pi D thay bằng 1 phần 4 bức sóng, đúng không? Trên lambda thì nó sẽ bằng pi trên 2. Nó sẽ vuông pha với nhau. Đáp án A. 55. Đây. Trong một từ trường đều hướng xuống, một điện tích âm chuyển động theo phương ngang lực Lorentz. Điện tích âm
chuyển động theo phương ngang. Từ đông sang tây. Đây. Chuyển động theo phương ngang từ đông sang tây. Đúng không? B hướng xuống. Chúng ta sử dụng quy tắc bàn tay trái đúng không? Thầy nói lại quy tắc bàn tay trái. Đây là tây đúng không? Đông sang tây. Đây là đông. Đằng trước mặt là bắc, đằng sau lưng là nam, đúng không? Đặt bàn tay sao cho cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay theo chiều vận tốc nếu điện tích dương, ngược lại nếu điện tích âm. Khi đó ngón cái chỉ chiều của lực Lorentz tác dụng lên điện tích. Vậy nó tiến theo hướng bắc. Đó, hướng bắc. Quy tắc bàn tay trái, nhưng điện tích này là điện tích âm. Hướng bắc, đáp án C. Câu 56. Câu 56. Cho rạch mạch gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây thuần cảm. Điện áp U căn 2 cốt omega T của phi. Điện áp hiệu dụng hai đầu URLC. URLC. Biểu thức nào sau đây nói về hệ số công suất là không đúng? UR trên U chính xác. R trên Z. Đúng không? Nhưng đây không phải là Z. B là sai luôn. 56B sai. Anh này là R trên Z. Anh này cũng thế, đúng không? Nhìn anh này sai luôn, nó phải có căn bậc 2. Sai. Câu 57. Mắt cận thị là mắt A quan sát ở điểm cực viễn, không phải điều tiết. Sai. Không có khái niệm như thế, đúng không? Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới. Không phải, nằm trên màng lưới thì làm sao mà gọi là cận thị được, đúng không? Khi quan sát ở điểm cực cận, không phải điều tiết. Được cận thì điều tiết tối đa. D, khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới. Chính xác, tức là không điều tiết tức là nhìn vô cực thì nó hội tụ tại một điểm trước quãng màng. Đáp án D. 58. Cho đoạn mạch xoay chiều, tụ điện, cuộn dây có độ tự cảm điện trở trong, chẳng qua RLC mang nối tiếp thôi, đúng không? Điện áp hai đầu có tần số F omega thỏa mãn hệ thức LC omega bình phương. A ở đây LC omega bình phương bằng 1. LC omega bình phương. Quan hệ giữa điện áp hai đầu U và cường độ điện trường là cùng pha. Luôn cùng pha bởi vì có cộng hưởng, đúng không? Đáp án C. Năm mươi chín. Có thể trùng câu nào đó. Một vật dao động điều hòa chu kỳ T, thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại. A bằng A0 trên 2, tức là trị tốc độ của X bằng gì? A trên 2. Từ vị trí cân bằng đây đến vị trí A trên 2 hoặc vị trí này thì góc quét này bằng pi trên 6, đúng không? Thì delta T bằng T trên 12, đúng không? Đáp án D. Vòng tròn lượng giác rất hiệu quả. Và câu cuối cùng, câu 60. Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân bằng về vị trí biên, nhận định nào sau đây là sai? A, gia tốc có độ lớn tăng dần. Chính xác, tiến về biên x tăng thì A tăng, đúng không? A omega bình trị tốc độ x. Vận tốc và lực kéo về trái dấu không khẳng định được. Không khẳng định. À, anh này là đúng, đúng không? Anh này là đúng. Vận tốc và lực kéo về trái dấu, đúng không? Bởi vì sao? Bởi nó chuyển động chậm dần, đúng không? Chậm dần, anh này đúng. Tốc độ của vật giảm dần
À, về vị trí biên giảm dần là đúng. Anh này sai. Tại sao sai? Không có từ đều. Đều là sai. Chậm dần thôi, không đều. Vậy đáp án của câu này là đáp án D. Như thế chúng ta đã chia sẻ với nhau 60 câu. Nó rất cơ bản. Và chúng ta cứ nắm chắc 60 câu kiểu như thế này thì cái mức 5 điểm đối với các em không khó khăn. Chúc các em thành công buổi chia sẻ những cái câu mang tính trắc nghiệm định tính của thầy đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các buổi live stream lần sau. Hẹn gặp lại các em vào buổi sớm nhất là tối thứ sáu. Hãy theo dõi trên Facebook cá nhân của thầy để biết chi tiết lịch, không bị bỏ lỡ. Dù gì chúng ta cũng động lại trong đầu một cái điều gì đó. Xin chào tạm biệt các em. Chúc các em thành công.